khăn ướt nhiệt đới cao cấp Mamami Tropical, ngăn mũi đốt, ngừa hâm da. Bio Oil giảm rạn da, mờ sẹo, dưỡng ẩm toàn thân, hân hạnh tài trợ chương trình này. Nhi, ngon chưa? Ngon rồi đúng không? Vậy bây giờ mấy cha con mình đi nha, sẵn sàng chưa? Tay đâu? Rồi, Ngọc bỏ tay lên, yeah. Chịu rồi, 3, 2, 1, yeah, đi thôi. Rồi, các bé di chuyển vô đây, vô đây, vô đây. Rồi, mình lên ghế, mình ngồi nha. Lên đây, lên ghế. Rồi. Rồi bây giờ chú sẽ phát cho bạn mỗi bạn một cái áo nha. Các bạn cầm đó và chú sẽ hỗ trợ bận cho các bạn nha. Mặc cái đi Nhi, cố lên. Nói dẫn ta đi chơi mà dẫn vô bệnh viện không nhỏ sợ. Nói dẫn đi chơi mà vô là xe cấp cứu rồi hả, cứu thương, chữa cháy. Nhi ơi, con mệt hả? Mệt hả? Con qua đây ngồi với ba nè. Rồi, hai anh đi giờ qua. Hai bạn sẽ qua, qua đây con. Rồi. Sao con buồn vậy? Con sợ hả? Con sợ cái gì? Nói được rồi, có ba rồi. Nói ba biết rồi. Sợ hả? Sợ, ở đây em sợ quá. Không sao nè con, mình ngồi xích ở đây nha. Chút xíu nữa mình được đi xe cấp cứu nha, được không? Mình được đi cứu người nè nha. Chịu nha, rồi các bạn tiếp tục nhìn anh đây nè. Nhấn đi coi, nhấn đi. Rồi các bạn đập tay một cái nè, lấy tinh thần lại nè. Đập tay, high five. Cố lên, high five. Bảo Nhi, high five. Đập cái tay, high five. Mình được đi xe cấp cứu mà nha. Được đi xe cấp cứu mà, sợ mình lắm. Mình được đi cứu thương mà. Không mà. Sợ lắm. Con sao nhìn lên đây nè, nhìn lên đây. Con nhìn thôi, con nhìn thôi. Nhìn lên đây, nhìn lên đây, nhìn lên đây. Đây ví dụ nha, một người đang bị ngất xỉu được chưa? Rồi. Rồi cái tay của người đó đâu? Tay bạn này đang bị bệnh nhưng mà hai bạn đã bị mất cái tay mất chưa? Ghê quá, ở đây thì ghê quá, con nít nó sợ đúng rồi, sao người không thích cái tay vậy? Rồi các bạn nhìn lên đây nha. Rồi chúng ta chuyển sang, nếu mà bệnh nhân này không còn thở nữa thì chúng ta chuyển sang bước thứ hai là cung cấp khí oxy nha, được không? Rồi, cái này đặt ở đâu ta? Ở đâu con? Đặt ở đâu? Ở ngay mũi. Đặt ở ngay mũi và ở đây ở đâu? Ở ngay mũi đó. Ở càm nha, đặt lên mũi và càm bóp nhẹ nhàng nha. 1, 2, 3, 4 và 5 được không? Rồi, Bảo Nhi con có muốn lên bóp không? Rồi, vậy chúng mời bạn nữ kia lên đây, bạn nữ áo xanh nha. Lên đây con. Từ từ vậy thôi, cho bạn nữ này trước. Có ba mà. Ba không con, ba không con. Ok, thôi con sợ, con sợ. Ok, ba biết rồi. Rồi là ôm ba đi, ôm ba đi. Rồi, rồi. Rồi, đi rồi. Rồi, thôi. Rồi, được rồi, em nó không thích. Rồi, được rồi. Con coi trên TV á, con thấy mấy cô mà ngồi mà đọc mấy cái bản tin á. Đúng rồi. Mình có thích mấy cô đó không? Bây giờ mình sẽ trải nghiệm làm những vị trí giống như mấy cô chú đó nha. Rồi bây giờ ôm ba một cái lấy động lực nè, khóc cho đã xong rồi vô làm thật tốt cho ba nha. Rồi khóc cho đã đi. Không có nhớ mẹ, sao mà nhớ mẹ, đi học có nhớ mẹ hay không? Hôm qua con rất là ngoan, hôm nay con không ngoan nữa. Nhi, con không có khóc nữa. Viettel Media sản xuất và phát hành.